Chào các bạn, hôm nay Stock Trader sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về màu sắc của các cây nến. Thì nến có 4 màu chính, đó là xanh đặc, xanh rỗng, hoặc là đỏ đặc và đỏ rỗng. Thì trên biểu đồ giá thì đôi khi các bạn sẽ thấy được rằng có những cây nến như thế này, màu xanh và xanh rỗng, và có những cây nến màu xanh nhưng mà xanh đặc, và đỏ thì có đỏ đặc và đỏ rỗng. Những cây nến như thế này đỏ đặc, trong một số trường hợp là có nến đỏ rỗng như thế này. Thì ý nghĩa của các cây nến và xanh đặc và xanh rỗng, đỏ đặc và đỏ rỗng nó như thế nào, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi nghiên cứu. Những cái màu của nó đều có ý nghĩa riêng và nó biểu thị cái diễn biến giá và áp lực cung cầu qua các phiên đều có mối liên hệ với nhau, thì nó sẽ cấu thành những cái áp lực cung cầu, và qua đó chúng ta có thể đánh giá được là sự tăng trưởng giảm hay mạnh hay yếu của xu hướng giá cổ phiếu cũng như thị trường. Xanh. Ở đây nến xanh là có hai loại, đây là xanh, đây là xanh rỗng. Nến này gọi là nến xanh đặc. Chúng ta nhìn thấy cái thân của nó. Thì chúng ta nghiên cứu ở đây là màu sắc cây nến. Màu sắc cây nến thì nến có nến xanh đặc, xanh rỗng, đỏ đặc và đỏ rỗng. Thì trong trường hợp khi nào là xanh rỗng và khi nào là xanh đặc, và khi nào đỏ rỗng và đỏ đặc, thì ở đây có một nguyên tắc rất là đơn giản các bạn lưu ý mình nhớ. Bây giờ chúng ta đi phân biệt giữa như xanh rỗng hay xanh đặc. Hay xanh đặc rồi. Xanh rỗng hay xanh đặc thì chúng ta phân biệt ra thành hai vế. Xanh, xanh là gì? Xanh tức là giá hôm nay, giá đóng cửa hôm nay cao hơn so với đóng cửa phiên trước. Giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa phiên trước. Chúng ta có cái hiệu như thế này. Giá đóng cửa chúng ta tắt là chữ C, và lớn hơn C trước đó của phiên. Tức là giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa phiên hôm trước. Đó là cái thứ nhất là xanh. Xanh tức là tăng, tăng là giá hôm nay tăng so với phiên hôm trước. Thì C lớn hơn C hôm trước, tức là giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa ngày hôm qua. Cái đó là trường hợp thứ nhất là xanh. Là trường hợp chúng ta chỉ xét về cái với đầu tiên xanh. Rỗng, rỗng này.
rộng thì xanh hay đỏ thì xét đến mối quan hệ giữa giá đóng cửa hôm nay so với giá đóng cửa phiên hôm trước. Nếu giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa phiên hôm trước, chắc chắn là xanh. Mà xanh rỗng, rỗng là sao? Đặt với rỗng thì xét đến mối quan hệ giữa giá đóng cửa so với giá mở cửa trong cùng một phiên. Rỗng thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa trong cùng phiên. Ta thấy xanh rộng, xanh rộng thì sẽ có hai điều kiện. Xanh thì giá đóng cửa hôm nay tăng hơn so với đóng cửa phiên trước. Rộng thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa trong cùng phiên. Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa trong cùng phiên. Đây, các bạn lưu ý, giá mở cửa viết tắt là chữ O, tức là open, đóng cửa là C, và giá cao nhất là 2 và giá thấp nhất là low. Đây, giá thấp nhất nằm như đây. Bây giờ chúng ta quay lại xanh rỗng, phân biệt ra xanh là tăng, là giá đóng cửa hôm nay cao hơn so với giá đóng cửa phiên trước. Rỗng thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa trong cùng phiên. Tiếp theo, chúng ta có nến xanh đặc. Xanh là gì? Xanh thì tiếp tục là giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa ngày hôm trước. Tuy nhiên thì giá ở đây chúng ta ngược lại, giá đóng cửa so với giá mở cửa trong cùng phiên. Đây chúng ta có điều kiện là điều kiện vàng. Tiếp theo, ở dưới đây chúng ta có nến đỏ rỗng. Đỏ là gì? Đỏ tức là giảm. Giá đóng cửa hôm nay sẽ giảm hơn so với giá đóng cửa phiên trước. Thì chúng ta có C nhỏ hơn C trong một phiên. Và rộng, rộng thì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Giá đóng cửa cao nhé, mở cửa. Ngược lại, đỏ đặc. Đỏ đặc thì chúng ta có điều kiện là gì? Đỏ, tức là giá đóng cửa hôm nay giảm hơn so với giá đóng cửa phiên hôm trước. Giá đóng cửa giảm hơn so với giá đóng cửa phiên trước. Tuy nhiên thì giá đóng cửa của phiên này lại nhỏ hơn giá mở cửa trong cùng phiên. Cần có hai nguyên tắc thôi, bạn nên nhớ rằng xanh rỗng hay xanh đặc và đỏ rỗng hay là đỏ đặc, chúng ta phân biệt ra thành hai vế. Nếu xét về cái màu sắc là xanh hay đỏ thì chỉ xét cái mối quan hệ giữa giá đóng cửa hôm nay so với giá đóng cửa phiên hôm trước. Nếu giá đóng cửa phiên hôm nay mà cao hơn giá đóng cửa phiên hôm trước thì chắc chắn là màu xanh, và giống giá đóng cửa hôm nay mà thấp hơn giá đóng cửa phiên trước thì cây nến sẽ màu đỏ. Đó là xét về màu sắc cây nến là xanh hay đỏ.
tiếp theo là chúng ta xét đến cái thân là đặt hay rỗng. Nếu giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá mở cửa hôm nay, tức là trong cuộc phiên, thì thân đến sẽ rỗng. Và ngược lại, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa trong cuộc phiên, thân đến sẽ đặt. À, chúng ta bây giờ xanh đặt, xanh rỗng hay đỏ đặt, đỏ rỗng, nó đều có nguyên tắc của nó. Và chúng ta phân biệt thành hai vế như vậy rất là dễ nhớ. Xanh thì giá đóng cửa hôm nay tăng so với giá đóng cửa phiên trước. Đỏ thì giá đóng cửa hôm nay giảm, thấp hơn giá đóng cửa phiên trước. Đặt rỗng thì mối quan hệ giữa giá đóng cửa và giá mở cửa trong cùng phiên. Ở đây các bạn giả sử như mình chưa nắm chắc về cái nguyên tắc giá cao nhất, thấp nhất và đóng cửa, mở cửa, thì chúng ta sẽ ôn lại sơ. Ví dụ đây, chúng ta nhìn thấy cây nến như thế này, thì có giá thấp nhất thì sẽ là giá nằm đây, thấp nhất trong phiên, thì giá này gọi là giá thấp nhất. Giá đóng cửa, mở cửa thì nó sẽ thay đổi giữa hai cái điểm này. Nó hai cái điểm này thì giá đóng cửa và mở cửa nó sẽ thay đổi luân phiên với nhau, thì nó sẽ thay thế vị trí với nhau. Trong trường hợp nếu mà cây nến này là cây nến xanh rỗng thì chắc chắn là giá mở cửa phải nằm ở dưới đây và giá đóng cửa nằm bên trên này. Còn ngược lại, cũng cây nến này nhưng mà là cây nến xanh đặc thì chắc chắn giá mở cửa nó sẽ nằm ở phía trên. Trên giá mở cửa lúc này sẽ nằm trên đây, ngược lại giá đóng cửa sẽ nằm dưới đây. Đấy. Thì trong trường hợp này thì cây nến thì giá cao nhất và thấp nhất đều nằm ở vị trí cố định và nó không thay đổi. Còn giữa hai giá là giá đóng cửa và giá mở cửa thì nó sẽ thay thế vị trí với nhau, và tùy thuộc vào đặc thù của cây nến đấy là đặt hay là rộng. Nếu đặt thì giá đóng cửa sẽ nằm bên dưới và giá mở cửa sẽ nằm bên trên. Ngược lại là cây nến rỗng thì giá mở cửa sẽ nằm bên dưới, nó gần giá thấp nhất, và giá đóng cửa sẽ nằm bên trên gần với giá cao nhất trong phiên. Đó là chúng ta tìm hiểu qua cấu tạo cái cây nến và hình màu sắc cây nến và cấu tạo và cái đặc thù đặc rỗng của cây nến để chúng ta phân biệt, và sau này chúng ta sẽ vận dụng vào để phân tích được cái sự thay đổi cung cầu trong phiên của cổ phiếu. Ở đây các bạn hình dung chưa? Ở đây chỉ cần các bạn nhớ hai vấn đề cơ bản thôi, thì chúng rồi chúng ta sẽ phân biệt thành hai vế để nhận diện cây nến, để chúng ta thấy được là sự thay đổi giữa các giá đóng cửa mở cửa trong cổ phiếu nó thay đổi như thế nào. Phân biệt ra thành hai vế như sau. Nhắc lại, xanh rỗng thì chúng ta phân biệt thành xanh và rỗng. Xanh tức là giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa phiên hôm trước. Ngược lại, chúng ta có rèn luyện và chúng ta nhìn vào cây nến, chúng ta sẽ nhận diện được là cây nến này thì cái mối quan hệ sự thay đổi của giá đóng cửa và mở cửa và cao nhất thấp nhất nó sẽ như thế nào. Chúng ta mình đọc quen thì sau này sẽ rất dễ dàng để phân tích biểu đồ giá của cổ phiếu. Rồi bây giờ chúng ta vận dụng vào phần việc chúng ta đọc được các mẫu hình nến, sự phân biệt được các cây nến khác nhau. Xanh ở đây giả sử như chúng ta tìm một cây nến màu xanh rỗng, đây là cây nến xanh rỗng. Xanh tức là gì? Xanh tức là giá đóng cửa hôm nay cao so với giá đóng cửa phiên hôm trước. Giá đóng cửa hôm trước là bao nhiêu? Chúng ta để chuột vào đây sẽ thấy là giá đóng cửa là 12.9 và giá đóng cửa phiên hôm nay là 13.5, thì 13.5 lớn hơn 12.9, chắc nó là cây nến màu xanh. Thì đây là cây nến xanh rỗng,
Rỗng là sao? Rỗng tức là giá đóng cửa cuối phiên cao hơn giá mở cửa trong cùng phiên. Thì giá đóng cửa hôm nay là 13.5, thì giá mở cửa là 12.9. Rõ ràng là giá đóng cửa cao giá mở cửa. Thì bây giờ tìm một cây nến màu xanh đặc. Đây, giả sử đây cây nến màu xanh đặc. Xanh thì giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa phiên hôm trước. Giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa phiên trước. Đóng cửa phiên nay là 8.9 và giá đóng cửa phiên trước là 8.7. Đúng nhỉ? 8.9 cao hơn 8.7 thì nến xanh, và xanh đặc chắc chắn là giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa. Giá đóng cửa chúng ta có là 8.9 và giá mở cửa là 9.0. Tiếp tục, đây là cây nến xanh đặc. Xanh thì giá đóng cửa hôm nay là 10.3, cao hơn giá đóng cửa phiên trước là 10.1. Và đặc thì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa trong cùng phiên. Giá đóng cửa là 10.3 và giá mở cửa đây là 10.8. Xanh đặc các bạn. Xanh thì giá đóng cửa hôm nay là 8.9, cao hơn giá đóng cửa phiên trước là 8.8. Xanh đặc, đặc thì giá đóng cửa sẽ thấp hơn giá mở cửa. Giá đóng cửa 8.9 thì trong khi đó là giá mở cửa là 9.3.